Nam mô tassa Phật-vato Arhato Samma Sambuddhas. Nam mô tassa Phật-vato Arhato Samma Sambuddhas. Nam mô tassa Phật-vato Arhato Samma Sambuddhas. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Sáng hôm nay chúng ta học qua tiếp vi diệu pháp và thiền định. Vi diệu pháp. Hôm nay chúng ta học bài là tâm bất thiện. Quý vị bữa trước là chúng ta đã có học rồi. Tâm có nghĩa là citta. Nhớ quý vị nói là tâm là citta, đây là tâm. Thì tâm có hai cái dạng, một dạng tâm vương và một dạng tâm sở. Đó. Thì tâm vương á, chúng ta có 89 hay là 121 tâm vương, và tâm sở có 52 cái tâm sở khác. Tâm á, thì mình biết rồi đó. Có thể mình gọi là tâm, có thể mình gọi là ý, điều được nha. Thì tất cả đó thì gọi là tâm. Mình định nghĩa nôm na á, là tâm á, là cái biết cảnh. Cái biết cảnh này nó là ví dụ như là thức thì biết nhận diện được 6 cái cảnh trần, đó là gọi là tâm thức. Còn tâm biết cảnh tức là nó hiểu về cảnh nên nó sanh ra một cái phản ứng ở phía bên trong, có nghĩa là nó sanh ra một cái thái độ. Tâm cái là biết cảnh nhưng nó mang cái tính thái độ, quý vị thấy không, nó mang tính cái thái độ. Như vậy mang tính thái độ nghĩa là gì? Bây giờ ví dụ như biết người ta hơn mình thì nó ganh tị, là tâm sân ganh tị nó xuất hiện. Biết người ta hại mình thì tâm sân nó xuất hiện. Biết cái đó làm cho mình thỏa mãn, biết cái đó làm cho mình được vui, làm cho mình vừa ý vừa lòng thì nó sanh ra tâm tham. Biết cái đó là nó không phục vụ mình gì chứ, nó sanh ra tâm chán. Quý vị không? Nên tâm á là nó sanh ra để nó bảo vệ cái bản ngã, là cái áp tá. Nó bảo vệ cái bản ngã của mình. Bảo vệ nghĩa là gì? Làm cho cái ngã mình nó tồn tại không bị phá vỡ, gọi là bảo vệ. Nó bảo vệ để chi? Để cho cái ngã mình luôn luôn lúc nào cũng tồn tại không có bị phá vỡ. Lớn nhất là này nè, nó mới sanh ra cái tâm. Như vậy tâm á, nó không phải là mình, nó không phải là của mình gì cả, mà nó là một cái dòng trạng thái. Nó sanh ra giống hệt như là trên con người của mình nè. Cái chân mày sanh ra để làm gì? Tóc sanh ra để làm gì? Tóc nó mọc lên để nó bảo vệ cái da đầu, đúng không? Cái da mình á, để bảo vệ cái thân của mình. Cái lỗ chân lông á, sanh ra là để nó bảo vệ cái lớp da của mình, và đồng thời nó thoát dịch mồ hôi đi ra phía bên ngoài. Cái chân lông của mình. Cái lỗ tai dùng để làm gì? Cái lỗ tai thôi thì có cái lỗ nghe được rồi, cần gì phải có cái bao xung quanh đây? Dạ không biết không? Cái bao xung quanh đây để nó hứng âm thanh tốt hơn. Cái âm thanh nó vô này nè, vô đây lớp 1, lớp 2, lớp 3 nó mới vô bên trong. Nên người ta nghiên cứu mà người ta tập trung cái âm thanh tốt nhất, người ta lấy cái lỗ tai của mình đó, người ta sẽ nắng thành ra cái đó đó. Khi mà mình nói vô đây nè, nói vô cái là tập trung hết cái âm thanh vô đó. Có gì không? Tức là nó có cái chức năng để mà nó phục vụ cho chính cái thân của mình. Một cái cơ quan mình, cái lỗ mũi để làm gì? Tại sao lỗ mũi mà không có cái lỗ thôi mà lỗ mũi nó lại nằm xuống, chứ không phải là mũi nằm xéo ra. Ví dụ như có cái lỗ đây cái là thở ra thở vô được rồi, nhưng nó rất là nguy hiểm, tại vì bụi bặm rồi mồ hôi chảy vô, còn lỗ mũi mình nằm xuống là tất cả cái nó đi xuống dưới hết. Vì thế giờ như mình đi đây nè, đa phần là mình ngồi với mình đứng, chỉ nằm ngủ ban đêm thôi, còn cái nơi mình ngủ ban đêm thì ít có nguy hiểm lỗ mũi, nên lỗ mũi mình ngước lên được. Nhưng mà lúc mình đi đứng da chạm phía bên ngoài này, bắt buộc nó phải bảo vệ lỗ mũi mình. Nó nằm hóc tuốt ở bên trên nè, nó đi từ dưới này lên nằm hóc bên đây nè, nó nằm ẩn phía bên trong vậy đó. Nên cái gì mà tấn công vô cái lỗ mũi chỗ khứu giác mình đó, nó rất là khó. Nó đã bảo vệ từ lớp bên ngoài rồi. Thấy chưa? Như vậy thì cái đó là cái thân mình. Nó có bao nhiêu cái bảo vệ của thân mình, mỗi cái bộ phận trên thân mình không có cái nào dư cả. Nếu cái đó dư nó trở thành thừa. Nhưng thật ra cái đó nó cũng phục vụ cho mình một lúc nào đó, rồi sau đó nó không phục vụ nữa thì cái đó gọi là thừa. Quý vị thấy không? Ví dụ cuốn rốn đồ của mình á, rốn để làm gì? Rốn á là để tiếp xúc với người mẹ.
Nhưng mà bây giờ mình sanh ra mình cắt với người mẹ rồi, đâu cần rốn nữa, người ta cắt rốn bỏ. Thấy chưa? Nên cái gì mà không xài thì cái đó tự nhiên á là người ta cắt bỏ. Còn không cắt bỏ một thời gian sau á thì là tự nhiên nó mất đi. Cái đó gọi là đào thải tự nhiên. Cái gì trên cơ thể mình không xài. Bây giờ ví dụ như cái đôi chân của mình đi xe riết mình không có đi nữa, chân mình nó tốt lại còn xíu à, nó không có cơ gì hết á, nó đâu có xài đâu, thì nó không vận động, không vận động nó tốt lại, kể như là nó vô dụng. Nó chỉ còn đỡ đỡ mình chút chút vậy thôi. Nên ở trong tâm mình cũng vậy. Quý vị, cái thân của mình nó sanh ra các bộ phận để nó bảo vệ chính cái thân mình. Còn cái tâm của mình nó sanh ra nó bảo vệ tới hai lớp. Thằng thân á thì nó bảo vệ có một lớp thôi. Chúng ta đi cái đầu tiên là chúng ta đi khái niệm. Cái thân mình nó bảo vệ có một lớp thôi. Cái thân nó chỉ bảo vệ được cái thân của mình thôi. Quý vị hiểu, tóc, chân mày, cái lông mi nó bảo vệ mắt. Mắt không có lông mi bụi nó vô, bụi nó rớt vô nó vô, lông mi nó cản chứ. Trong xung quanh cái lỗ tai mình đó, quý vị biết bao nhiêu lông đó, và lỗ mũi mình nó biết bao nhiêu lông để nó lượt cái không khí á. Cái rác to không khí vô thì nó nguy hiểm với các bộ phận bên trong nội tạng mình, nhất là phổi hoặc là cuống phổi. Nên lỗ mũi mình nó có nhiều lông lắm. Quý vị thấy người ta nha, bán cây cắt lông mũi không? Đó, kéo cắt lông mũi. Hoặc là cây tròn do đó, đưa vô người ta cắt bớt lông mũi. Tại vì lông mũi ra ngoài nó đâm khó chịu thôi chứ không sao chứ không quý vị. Nó mất thẩm mỹ thôi. Chứ lông mũi nó le ra ngoài vậy nó còn bảo vệ ngon hơn nữa đó. Nhìn có một cái nó đâm vô nó ngứa ngáy rồi nó mất thẩm mỹ nên người ta cắt thôi là vậy. Nên cái lông mi của mình nó bảo vệ, lông mũi nó bảo vệ. Nên tất cả những cái gì trên người của mình đó, nó sanh ra nó đều là một cái bảo vệ. Còn cái nào nó không bảo vệ thì cái đó nó dư thừa, đó là ký sinh, nó dư thừa. Người ta cắt, người ta bỏ nó. Vậy thì một bộ phận, dầu cho bộ phận nhỏ nhất là những sợi lông đi, thì nó cũng bảo vệ chính cái ngã, chính là cái thân của mình. Ngã nó có hai loại, tức là thân và tâm. Ngã nó có hai loại, thân và tâm, gom lại thành cái ngã. Ngã mình dịch ra là cái tôi. Tôi đây không có nghĩa là cái từ nhân xưng, mà tôi đây là một tổ hợp. Chữ tôi á, mình nói với mọi người đây là từ nhân xưng. Nhưng mà cái tôi ở trong kinh á, là cái ngã, là các ác tá. Thì cái đó chính là cái tổ hợp. Một cái tổ hợp. Tổ hợp là gì? Là nó chứa nhiều cái hợp lại thành một cái. Mà nó đã ra cái đó rồi thì đó gọi là một tổ hợp. Thí dụ như một cái ly, nó đã ra thành cái ly rồi. Cái bàn nó đã ra thành cái bàn rồi. Thì cái bàn này nó tổ hợp nhiều cái. Ví dụ như cái bàn gồm cái chân bàn, cái thanh bàn, rồi cái mặt bàn, rồi những cái miếng ván gom lại, góp lại, và những cái đinh đóng lại mới thành cái bàn. Như vậy một cái bàn này nó tổ hợp nhiều cái lợi khác nhau, nhưng mà nó đã ra hình thành rồi. Thì cái hình thành rồi sau khi tổ hợp đó là một cái ngã. Ví dụ quyển sách gồm nhiều cái trang sách, trong đó có cái bìa sách, trong đó có cái lưng sách, cái gáy sách, thì tới nó hợp lại thành ra được một cuốn sách. Thì cuốn sách đã hình thành rồi thì cái đó gọi là cái ngã. Ngã là một cái tổ hợp đã hình thành xong. Đã hình thành xong. Còn nó chưa hình thành xong thì mình không thể gọi được. Ví dụ như đang đóng cái bàn thì đó mới gọi là cái bàn được. Ông thiếu cái mặt thì gọi là cái bàn được. Nhưng mà nó trở thành cái ngã khác. Nó thành cái ngã của cái bàn chưa xong thì đó cũng là cái ngã. Nếu cái bàn chưa xong, nó đã xong rồi, nó đã xong thành cái bàn xong. Cái bàn chưa làm xong thì chính cái bàn chưa làm xong ở tại thời điểm đó nó vẫn là cái bàn chưa làm xong, thì nó đã hình thành xong cái bàn chưa làm xong. Quý vị hiểu cái khái niệm của cái ngã này gì không? Nên á, cái là cái tổ hợp lại khi xong ở một cái thời điểm nhất định mà cái delta T đó mình xác định đó. Như vậy con người mình á, cái ngã nó tổ hợp lớn nhất là thân và tâm. Rồi bây giờ á, nhỏ nhất là bộ và bộ phận của tâm. Quý vị hiểu không? Cái đó lớn nhất đó, rồi nhỏ nhất. Nhỏ nhất đó là từng bộ phận của thân và từng bộ phận của tâm. Tức là cái thân mình á có nhiều bộ phận chia ra, cái tâm mình có nhiều cái bộ phận chia ra. Cái thân mình á gồm có mắt, tai này nọ đó. Khi mà mình quán 32 thể trược đó,
Trong kinh có quán 32 thể trược đó, thì nó cũng gần hết ở trên thân của mình đó quý vị. Những cái gì mà nó cấu tạo dễ quán, còn những cái gì nó cấu tạo mà khó quán á, nó còn nhiều nữa. Thì Đức Phật không chia ra, chia ra mình rất là khó quán, nên Đức Phật tập trung vô. Ví dụ như các cái loại nước, thì trong đó có nước nhầy, nước nhờn, nước chất ruột, rồi nước trong bao tử, rồi nước tiêu, nước tiểu gom lại, rồi mủ, rồi máu gom lại hết. Chứ còn mình mà phân tích cái nước ra không á, là cỡ cả trăm loại nước. Nước ở trong các cơ, nước ở trong các khớp, nước các dịch, nước tủy sống, nó nhiều lắm, mình không phân tích được vậy. Nhưng mà Đức Phật nói chung là nước. Chứ còn mà phân tích mịn ra nữa thì mình rất là khó quán. Rồi cái tâm của mình á, nó có là tâm vương, tâm sở. Vương, tâm sở. Đây là các cái bộ phận của thân và tâm của mình gộp lại hết trơn, nó trở thành cái ngã, là cái tôi, là một tổ hợp. Nên cái tôi của mình là cái gì? Là một cái tổ hợp của nhiều cái nhỏ mà thôi. Nếu nó rã ra tất cả, nó rã ra hết, thì người ta tìm cái tôi nó không có. Không phải cái tôi của mình không, mà cái ngã của tất cả các pháp nó không có. Mình á, thì gọi là cái tôi. Còn tất cả cái khác nó không gọi là tôi, tại nó không có từ nhân xưng. Nó không phải là cái chúng sanh hữu tình có thức, nên nó không có tự xưng nó độc lập với cái khác, nên chúng ta không có nhận diện được nó. Như vậy thì cái tôi là cái ác tá, là cái tôi là cái ngã nè. Đối với con người á quý vị, gồm có cái thân và cái tâm. Nên suy cho cùng con người không có thật nha, mà chỉ là một cái tổ hợp mà thôi. Thật ra con người của mình á, nó không có thật có, mà nó chỉ có duyên có. Duyên có với thật có nó khác nhau. Thật có đó là một cái ngã, trường tồn, vĩnh viễn, vĩnh cửu, thì đó gọi là thật có. Còn duyên có là có điều kiện gì nó sanh ra, và có điều kiện nó sẽ diệt đi, gọi là duyên sanh duyên diệt. Nên con người mình thuộc dạng duyên có, chứ không phải là thật có. Con người á là duyên có, chứ không phải là thật có. Mà mình cứ ngỡ con người là thật có nên mình bị sai lầm. Không có ai nghĩ con người mình là duyên có chứ nha. Con người mình thật có, bắt đầu ta vỗ ngực xưng tên nè, tôi nè, tôi nè, tôi nè, bắt đầu là thiệt không đó, là có cái tôi thiệt đó. Chứ thực ra tôi mình đó là do duyên thôi. Trong cái duyên đó nó phụ thuộc nhiều cái lắm. Nó phụ thuộc vào tâm, và phụ thuộc vào nghiệp, phụ thuộc vào nhận thức, bao nhiêu cái nó mới hình thành nên cái tôi đó. Đâu quý vị, chứ không phải là chỉ có một cái đâu. Như vậy á, thì cái tâm của mình nó lại là một tập hợp. Cái tâm của mình lại làm cái ngã. Cái tâm á là cái citta, thì nó lại là một cái ngã của citta, nó lại là một tập hợp của nhiều tâm. Tập hợp rất là nhiều tâm khác nhau. Một tâm á thì nó có một nhiệm vụ để bảo vệ chính cái bản ngã của thân và tâm của mình. Ví dụ như ai đánh mình thì tâm sợ hãi. Sợ gì vậy? Sợ mình bị tan rã, sợ mình bị nguy cơ tan rã, đúng không? Cái tâm lo sợ gì đó. Rồi là ai đánh mình sanh ra tâm sân. Như vậy khi mà người ta đánh hoặc là chuẩn bị đánh thôi, mình đã có nhiều tâm, ít nhất là cũng phải có tâm lo sợ và tâm sân. Đó là người bình thường. Còn những người không bình thường á quý vị, họ không có lo sợ, liều mạng, chả lo sợ gì hết á, chỉ có tâm sân thôi, hận thù, mày đánh tao, tao đánh lại nè, gọi là thù riêng nè, đánh lại nè, nổi sân lên. Vậy thì chính cái sân đó nó làm gì vậy? Nó bảo vệ cái thân này phải không? Chính cái lo sợ đó làm gì vậy? Mình lo sợ mình phải trốn tránh phải không? Trốn tránh để chi? Để bảo vệ thân này chứ, đúng không? Tránh né nhằm người sợ quá trốn luôn. Như vậy tâm lo sợ để đi đến hành động trốn đó, đó là gì? Để bảo vệ thân này, đúng không? Còn cái tâm lo sợ đó, rồi bây giờ tới cái tâm sân nổi lên để chi? Để chống lại. Chống lại nghĩa là gì? Chống lại là bảo vệ chính mình đó. Thay vì mình trốn là lo sợ, còn giờ sân nổi lên nó chống lại, nó đánh lại luôn. Bây giờ đánh không được, nó ôm lòng hận thù, nó sẽ đánh sao? Lòng hận thù là đánh sao đó, dời cái đánh lại thời gian để cho đủ thời cơ, đủ lực mới đánh. Đó là hận thù.
Còn sân nổi lên đánh liền tại chỗ. Nhưng tất cả cái hình thức đó đều là sân, để bảo vệ chính cái bản ngã của mình. À quý vị hiểu không? Tức là bảo vệ thân và tâm của mình. Nhưng mà mình mới nói bảo vệ thân thôi, còn chưa nói tới bảo vệ tâm. Tâm nó chính bảo vệ tâm của mình. Rã hết tâm vẫn không thành người. Do đó bây giờ ví dụ chúng ta phát biểu lên một cái, ví dụ như là mình nói là chỉ cần chỉ cần ở nhà thôi là không có bệnh hoạn gì hết. Cái người kia là ông nói tầm bậy. Tôi thấy mấy người ở nhà cũng bệnh nát hết. Ví dụ gì đó, không bệnh này cũng bệnh kia, tại sao ông lại nói không bệnh hoạn? Có thể ông nói ở nhà trong giai đoạn này á, thì tránh cái Covid thì được, chứ ông nói ở nhà không có bệnh hoạn tôi không chịu. Như vậy á, thì cái ở nhà không bệnh, đây là một cái gì đây? Đây là một cái biết phải không? Biết đây là cái gì? Là thức. Nó nằm ở chỗ cái kiến giải của mình. Mà cái người này nói mình nói tầm bậy, có nghĩa là người ta đánh tan cái thức này đi, đánh tan cái kiến thức của mình đi. Mình đưa ra một cái tâm đó mà họ không đồng ý với tâm đó, họ phủ nhận lại, có nghĩa là họ đánh tan tâm đó đi, đúng không? Đánh tan ý kiến mình đi, đánh tan kiến giải mình đi, phải không? Nổi nóng, sân lên liền. Mình đưa ra cái ý kiến phát biểu, nghĩa là ông nói bậy, nó sai, nó bậy. Mình làm sao? Mặt mày đỏ gay lên rồi, trùng mang sợ mắt rồi, nghiến răng muốn gãy hết hàm. À đúng không? Sân lên chi? Để bảo vệ chính cái ý kiến của mình nè. Ý kiến mình là một tâm, có tâm mới đưa ra được cái ý kiến đó, chứ không đưa tâm đưa ra được ý kiến đó sao? Mà đó là một loại tâm gì? Nó tổ hợp của nhiều cái khác nhau, thọ tưởng hành nó dệt nên, rồi cuối cùng nó đưa ra cái ý kiến này thành kiến giải. Nó tổ hợp nhiều tâm trong đó, mà bị người ta phá hủy đi, nên nó hại tôi, mà nó hại tâm tôi, chứ không phải là nó hại thân của tôi. Ở đây hồi nãy chúng ta nói là nó xâm phạm thân á, thì nó hại cái thân của mình. Bây giờ nó xâm phạm tâm, nó hại tâm của mình. Nói chung nổi sân lên, nổi nóng. À quý vị chưa? Như vậy thì một tâm mà nó sanh ra, nếu á mà cái tâm này nó sanh ra, tâm này nó sanh ra để chi? Nó bảo vệ mình. Nhưng mà sự hiện diện của nó sẽ tác động ngược lại mình. Bây giờ mình uống viên thuốc, ví dụ như mình tiểu đường, uống cái viên thuốc lên, nó bảo vệ mình phải không? Tại vì tiểu đường đường lên quá bị hôn mê, nó lên tới não biến chứng tùm lum, bắt buộc uống viên thuốc vô để tan đường, bớt cái đường trong máu, để cho một lượng đường cho phép trong máu mà thôi. Nếu nó nhiều quá, chính cái đường là cái chất hóa học đó, nó lên não mình, nó làm cho mình quên trước quên sau, làm cho mình hôn mê bất tỉnh, làm cho mình bị tim mạch, làm cho mình đau cơ đau khớp, làm tù lu. Nên mình phải uống viên thuốc tiểu đường vô. Nhưng mà uống viên thuốc tiểu đường vô để bảo vệ gì? Bảo vệ chính thân mình, đúng không? Nhưng mà chính cái viên thuốc tiểu đường đó, hiện diện của nó làm cho gan thận mình đó càng ngày càng giảm cái chức năng đi, có nghĩa là làm yếu đi cái thận với gan của mình. Vậy sự hiện diện của nó hại mình, đúng không? Nhưng mà mục đích của mình á, lấy nó để cứu mình, lấy nó cứu mình. Nhưng mà hiện diện của nó hại mình có hai cái: hại lập tức, hại lập tức. Người ta gọi đây là sốc. Sốc là hại lập tức. Còn hại gián tiếp, hại gián tiếp là nó hại từ từ á. Hại gián tiếp ta gọi là tác dụng phụ. Quý vị có biết cái này không? Hại gián tiếp gọi là tác dụng phụ, còn hại trực tiếp gọi là sốc. Bây giờ ví dụ có một cô ở bên quận 7 á, cổ là thầy ơi thầy, con á là tu là ngồi thiền, con tu là ngon lành lắm, nên bây giờ cái tiếng nói con rất là trọng lượng trong gia đình của con. Con nói ra một lời đố ai mà cãi con đấy. Là quyền lực kia vậy ha. Ở gia đình nào? Là gia đình bên nội bên ngoại gì không cần biết. Con chỉ nói lên một lời thôi là mọi người răng rắc, răng rắc, răng rắc. Là trời ngon dữ ha.
Bữa đó mới gặp đứa em út của cổ. Cái mình mới hỏi để kiểm tra là cổ tu cái pháp gì mà nói mọi người nghe hết trơn, để mình học hỏi nhầm khi để mình còn nói người ta nghe, với hơn nữa mình truyền cho Phật tử cái cách nói để cho con cái nghe đừng quậy đồ, nói chồng nghe đừng nhậu con vợ bé đồ. Nè quý vị, cái thằng em nó nói là thầy ơi thầy, hồi bả đã mười mấy tuổi đó, có một lần bả đưa lên ý kiến gì đó cái mà ba con phản bác lại la bả. Bà té xuống một cái bà xỉu, bà dậy tê tê, chở bệnh viện không kịp luôn. Từ đó về sau bà nói gì người ta cũng gật đầu chứ, sợ bà chết. Có nghĩa là cái nết nó dữ quá đó, quý vị hiểu không? Cái nết nó ghê lắm, nói gì mà người ta nói gì mà cãi lại cái thôi là bà tái lét mặt mày chứ, bà xỉu xuống. Rồi đó là bà dậy đành đạch như kiểu chết vậy đó quý vị. Nên từ đó về sau người ta sợ bà chết. Nên nói gì đó, dạ, cái đầu trong mắt của bà đó là lời của bà là chân lý, lời cổ là chân lý, quý vị hiểu không? Nhưng đó không phải là chân lý mà ta sợ bà chết. Như vậy thì khi mà người ta nói lên lời phản bác ý kiến của mình đó, cái tâm của bà lập tức nổi sân, mà cái sân của bà tác động liền tại chỗ thành cái sốc cho cơ thể của mình, làm cơ thể mình xỉu tại chỗ luôn, cứng đơ luôn. Đó là cái có thật, thầy gặp rất là nhiều người họ thét lên một tiếng một họ ngã ra sân á, sân nó thét lên. Quý vị thấy sân có bao giờ ai nín lặng không? Người ta nổi sân người ta nói rất lớn, thét lên là một cái nói lớn nhất, là một tiếng thét. Tiếng thét là dùng hết âm thanh của mình luôn, nổ tan cái bầu không khí luôn. Họ sốc họ té xuống xỉu. Đâu có phải là thuốc bên ngoài đưa vô mới xỉu đâu. Cái này tự tâm mình nè, nó sanh ra cái tâm sân, và tâm sân nó phản ứng ngược lại cơ thể mình vẫn xỉu như thường. Chứ không phải là chích thuốc kháng sinh rồi nó bị dị ứng rồi nó phản ứng rồi nó xỉu đâu. À biết không? Như vậy trong tâm của mình cũng vậy. Cái tâm nó sanh ra nó sẽ có hai cái tác động. Một đó là tác động lập tức, một là tác động gián tiếp. Nó hại cái thân và tâm của mình, nó hại chính mình, rồi hại luôn xung quanh. Bây giờ ví dụ như hại chính mình, nãy giờ mình biết rồi đó, nó hại liền tại chỗ té xuống xỉu. Còn nó hại về lâu về dài nè, ví dụ mình nổi lên tâm sân, cái mình đánh người ta, mình đập người ta, mình trả thù trả quán người ta, mình tạo nên cái nghiệp ác. Tương lai nó đọ mình xuống tuốt ở dưới. Như vậy thì mình sanh ra một tâm sân để bảo vệ chính cái mình, đúng không? Nhưng mà cuối cùng tương lai tới tâm sân đó nó đọ mình tuốt xuống 18 tầng ở dưới á. Tác dụng phụ của tâm sân nó đọ mình ngược xuống. Nhưng mà mình sanh tâm sân ra để bảo vệ chính mình, đúng không? Bảo vệ là gì? Làm cho mình được sung sướng, mình được an toàn, đúng không? Nhưng cuối cùng á, đọa xuống dưới địa ngục, vậy có sung sướng an toàn nữa không? Tương lai có không? Không có, đúng không? Vậy mục đích sanh ra tâm sân để bảo vệ cho mình được sướng cuối cùng có sướng không? Tương lai là không sướng, vậy thì cái này đừng bàn bậy rồi. Vậy thì bảo vệ đây là do vô minh mà nó sanh ra. Nó ngỡ rằng tốt nhưng cuối cùng xấu mình, thì cái đó nó không đúng sự thật, nên gọi là vô minh tác động. Nên tất cả cái đều do vô minh tác động. Hiểu tới đây chưa? Nói học A Tỳ Đàm mà nó cũng chưa lắm, là nó giảng, nhưng nó là môn khoa học của tâm linh. Nên người nào học á, là ta sẽ biết cái quá trình tâm của mình xảy ra thế nào. Nếu người nào dùng thiền quán Vipassana để học A Tỳ Đàm này nữa thì thôi trên cả tuyệt vời. Diệt tâm rất nhanh, và tại vì mình hiểu được rõ nó và bản chất của nó, tánh và tướng của nó rõ ràng. Như vậy là khi cái tâm mình nó sanh ra đó, nó tác động ngược lại mình, là mình hiểu rồi. Bây giờ tác động môi trường xung quanh, tham lên lấy đồ người ta làm ta khổ, sân lên đánh đập chửi mắng người ta làm ta khổ, rồi hành động làm cho ta khổ. Người ta đó là ai? Là những chúng sanh hữu tình xung quanh mình, dầu cho đó là con vật. Có nhiều người nổi sân lên đá chó bể bụng, chó nhỏ xíu chó con nè, đá cái văng mười mấy mét, nổi sân luôn, giận bà vợ thôi đá con chó, quý vị tin không?
làm cho chúng sanh hữu tình đau khổ. Còn nhầm khi giận bà vợ đánh vợ, đánh luôn mấy đứa con của bà vợ. Như cái đó ta kể cái cô bé đó đâu 5, 6 tuổi, 7 tuổi à, mà biết số điện thoại của thầy, điện thoại cho thầy. Thấy nghe tiếng nhỏ quá, hỏi con mấy tuổi vậy? Con 6 tuổi. Là sao con điện thoại thầy chi nè, hỏi vợ đâu con ở đâu chợ Hòa Hưng á đâu đó. Mấy năm trước lâu rồi. Là mẹ con á, thầy điện cho mẹ con á. Nói mẹ con chứ mẹ con đánh con hoài à. À mà con sợ quá. Hỏi thương mẹ không là thương. Hỏi sao đánh hoài lấy con không biết. Mẹ ăn đánh hoài con sợ mẹ con. Cái bữa đó thầy tụng kinh, đi tụng kinh đám á, đi ngang thấy bán cái sạp trái cây á ở ngoài đường á, nó về bộ vô mua, hỏi sao cái này này nọ làm sao, hỏi trời khóc hụ lên. Ông chồng không bỏ, ông bỏ 3 năm rồi, hai mẹ con khổ muốn chết luôn, tức là sống mà nuôi con mà bán mua không được đó, rồi túng thiếu, rồi cô đơn, rồi quạnh quẻ, hận chồng, chồng bỏ theo vô đứa bé. Mỗi khi tối về mệt á, nhịn mặt đứa con nhỏ con gái, cái gương mặt nó như là cha nó cắt cái mặt để qua y chang, nhìn cái mặt nó là đánh. Quý vị hiểu đánh chưa? Có nghĩa là tại vì nó giống ba nó, cái mặt nó giống ba nó mà hận ba nó, nên nhìn cái mặt nó là đánh thôi, chứ không có nói lý do. Nó làm cái gì cũng sai hết trơn á. Quý vị nhỏ ngồi học á, ngồi với lưng cong vòng, quýnh vô lưng, nói chuyện, nói vô duyên tán cái miệng, quý hiểu không? Tức là đang giận ông chồng. Rồi bữa đó thầy nói là con á, mình đẻ ra ngu dữ gì, ổng có đẻ con mình đâu, mình đẻ ra nó nhỏ xíu nó biết cái gì đâu, mà mình đánh nó phạm luật đó nghe, đánh nít nó phạm luật đó, chứ không phải là không phạm đâu. Hồi xưa không nói gì, bây giờ người ta quyền bảo vệ trẻ em, đánh nít là không có được đó, phạm luật á, ở tù à. Nhưng mà cái nhẫn tâm của người mẹ vô duyên, tự nhiên nhỏ không biết gì hết trơn á, con của mình, con ruột mình sanh ra mình đánh nó. À, quý vị, đó là sai 100% luôn. Nó làm lỗi gì mà đánh, dầu nó lỗi cũng phải dạy nó chứ sao đánh nó khờ nó nhỏ. À, hồi khóc hụ là con khổ quá thì ổng đi ổng bỏ. Là nhìn lại đi, bây giờ người thân của mình duy nhất là nó đó, đánh nó mai mốt nó 18 tuổi nó bỏ mình đó. Tôi cảnh báo trước đó, nó bỏ mình rồi tới già bệnh nó không nuôi đó. Đánh nó ghét nó hận lòng, nó giữ lòng. Nếu nó mà cởi mở một chút á thì nó không nhớ, hoặc là nó nhớ mà nó không làm. Còn á mà nếu nó nhớ nó làm là già lãnh đủ đó, nó quăng bỏ ở đường đó, đánh đi. Thề là để con thề con nghỉ, con không đánh nó nữa. Cha nó làm chứ đâu phải nó, thầy nói đúng. Là sao sai nổi mà không đúng. Cha nó làm chứ nó có làm đâu mà cứ đánh nó. Con giống cha thì giàu sang ba họ. Có nghe nói con gái giống cha giàu sang ba họ không? Như vậy con gái giống cha là phải rồi, chứ không lẽ con mình sanh ra giống ông hàng xóm nào quý vị. Cái đó mới gọi là vô duyên đó. Nên đó người ta quý vị làm khổ những người xung quanh, mà do gì? Do cái tâm bảo vệ nè, đúng không? Cái tâm bảo vệ chính mình mà làm khổ người xung quanh. Như vậy thì cái tác động của cái tâm mà sanh ra nó có tác động gì thì người ta sắp xếp nó vào một cái loại tác động, nên người ta chia ra cái tâm thành hai cái loại tác động khác nhau. Quý vị, nó chia ra cái tâm thành hai cái loại tác động khác nhau. Đó là tác động thiện và tác động ác. Tác động thiện và tác động ác lên chính mình. Quý vị, chúng ta qua phần thứ hai chúng ta định nghĩa. Phần thứ hai chúng ta định nghĩa. Ở trong kinh điển Pali á quý vị, nói như thế nào là thiện, nói như thế nào là ác. Thiện á là cú xá lá. Cú xá lá là thiện, đây là thiện nè. Tiếng Pali là cú xá lá. Ác á là á cú xá lá, chữ á là nó làm ngược lại đó. Như là tiếng Anh á nó là not á. Nó làm ngược lại. I am not. Do not gọi là đông đó. Làm ngược lại gọi là thể phủ định. Vậy thì chữ A này là phủ định nè. Nên gọi là á cú xá lá. Mình dịch ra là bất thiện.
Chữ bất á, ở trong tiếng Hán à, chữ bất á, quý vị á, là à, ngược lại á, chữ bất ở trong tiếng Hán á, là ngược lại. Thì à, thiện và bất thiện, vậy thì như thế nào gọi là thiện, thế nào bất thiện, thì chúng ta sẽ lên ở trên cái màn hình đó, mình sẽ xem một cái đoạn mà ta định nghĩa. Tâm bất thiện là tâm ác xấu, không tốt đẹp. Theo các chi pháp, tâm bất thiện là những tâm sanh lên có sở hữu bất thiện, đồng sanh và hòa hợp theo à. Nên trong phản ngữ á, thì gọi ác của xá lá là bất thiện, phi thiện à, quý vị. Nên tâm bất thiện là tâm gì? Là tâm xấu, tâm ác. Nó có là tâm sở kèm theo à. Tâm bất thiện là xấu, là ác, là ác. Xấu, ác. Thực ra tất cả các từ ngữ này nó mang tính tượng trưng mà thôi. Có cái tâm sở bất thiện kèm theo. Có nghĩa là nó xấu, nó ác. Mà nó xấu tới cỡ nào, nó ác tới cỡ nào, thì tâm sở này nó chính, nó chứng minh điều đó nè. Tâm sở nó gia vô trong để mà nó đẩy mạnh lên cái tâm, hoặc là yếu đi cái tâm đó đi, nó pha trộn cái tâm đó đi. Nên một tâm khởi lên lập tức đồng sanh đồng diệt với cái tâm đó, gọi là tâm sở. Còn cái tâm sanh lên thì tâm đó gọi là tâm vương. Hòa Thượng Minh Châu á, dịch trong cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, quý vị á, xem search lên mạng internet á, chúng ta xem Thắng Pháp Tập Yếu Luận nha. À, Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó, thì Hòa Thượng Minh Châu á, ngày dịch á, là có tâm vương và tâm sở. Vương á, là vua, sở là sở hữu, giống hệt như là quần thần của ông vua vậy đó. Nên có ông vua thì phải có quần thần. Không có quần thần thì ông đó không được gọi là ông vua. Có bao giờ ngoài hòn đảo mình ra mua hòn đảo, mình này ra ngoài mình xưng mình là vua mà không có ai, chứ có mình hả? Như vậy thì liệu cái đó nó có phải là đúng không? Nhưng mà ở đó có quần thần người ta tôn lên. Ông này thượng thư bộ lại nè, ông này là tổng binh nè, ông này tổng đốc nè, à, ông này là nguyên soái rồi nè. Ví dụ như ta bộ hộ, bộ công nè, bộ gì tùm lum bộ à, nên đó là trở thành ông vua, là có quần thần ở phía dưới. Nên tâm cũng vậy, tâm sanh ra một loạt đó, nó đi theo tâm, đồng sanh đồng tâm, thì nó làm cho cái tâm đó nó có sức mạnh như thế nào, nó ác như thế nào, nó xấu như thế nào, nó thiện như thế nào, nó lớn như thế nào, nó nhỏ như thế nào, là một loạt ông tâm sở ổng pha trộn vào đó để làm cho cái tính chất của cái tâm vương này nó sanh ra, nó sự sai biệt khác nhau trong từng thời điểm do tâm sở. Tâm vương nó chỉ là tâm sân, chỉ là sân, tham chỉ là tham, nhưng mà tham như thế nào, sân như thế nào là ông tâm sở ông cộng vô nè. Nên nó có sự thay biệt. Có ông sân mà sân dữ lắm, có ông tham mà tham dữ lắm, có ông hận là hận dữ lắm. Có cô Phật tử nói: thầy ơi, con hận ông chồng con suốt đời. Cái chữ suốt cũng kéo cả cây số. Suốt đời, biết là hận qua kiếp sau đó. À, cái gì hiểu cái này không? Nên á, là nó làm cho cái tâm hận này nè, nó mang tính chất lớn và lâu dài. Thì do cái tâm sở nó sanh ra kèm theo. Như vậy một tâm sanh ra, tâm vương sanh ra một tâm, thì có một loạt các cái tâm sở nó kèm theo nữa. Nó làm cho cái tính chất của cái tâm này nó thay đổi. Và sự tác động của tâm này nó lên thân và tâm của mình, và tác động lên môi trường xung quanh nó thay đổi. Như vậy thì người ta mới thấy được rằng có hai cái loại mà nó quyết định nên một cái tâm sanh đó quý vị. Đó là cú xá lá và á cú xá lá, là hai cái loại này là gốc gác nhất của tất cả các tâm, đó là thiện và ác. Nên ở trên đời này có một cái cuốn sách mà đọc ở trong Sớ Sao Sớ Giải đó, một tác giả nói rằng là trên đời này nếu mà bỏ hết tất cả các cái nào không quan trọng thì chỉ còn lại có hai thứ trên đời này thôi, đó là thiện và ác.
Ta phát biểu vậy luôn á quý vị. Nếu bỏ tất cả cái không quan trọng, như vậy thiện và ác là gốc phải không? Gốc không thể bỏ. Nên ở trên đời này có hai cái, đó là thiện và bất thiện. Nên thiện và bất thiện, bất thiện là gì? Là cái xấu, cái ác. Cái xấu, cái ác. Bất, còn thiện là gì? Thiện là không xấu, không ác, đúng không? Còn như thế nào là xấu, như thế nào là ác? Cái xấu á, nó hại mình, hại người. Cái xấu nó hại mình, hại người. Còn cái chữ hại như thế nào á, thì chúng ta hãy xem trong cái chánh tư duy á. Xấu ác á là nó hại mình, hại người. Bất thiện hại mình, hại người. Còn này á, không hại mình, không hại người. Không hại người. Như vậy hại là gì? Hại là chúng ta sẽ xem trong cái chánh tư duy, trong bát chánh đạo á. Chánh tư duy nghĩa là gì? Là mình tìm cái cách ly tham, lìa sân và bất hại. Thì cái chữ hại đó nó có nghĩa là vậy đó. Cái gì hại mình, hại người. Bây giờ ở trong đời sống nè, trời ơi, ông hại tôi, ông hại tôi thê thảm luôn thầy ơi. Thì chữ hại đó nghĩa là gì? Là làm cho mình khổ á, đúng không? Đúng không? Bây giờ ví dụ như mình cho cái người đó, cho rằng người đó hại mình, tức là cái người đó làm cái gì đó không biết, nhưng mà làm cho mình khổ. Chứ có bao giờ người ta làm cho mình sướng, mình nói người ta hại mình không? Cũng có. Nhưng mà cái đó là cái âm mưu của người ta. Người ta muốn làm cho mình khổ, nhưng người ta đem cái sướng ra người ta dụ thì được. Quý vị hiểu không? Ta cho tiền mình, cho anh lúp mặt luôn, mình khoái quá, mình vui quá. Nhưng mà sau đó nó ký cái giấy nợ. Mỗi lần cho, mỗi lần ký, mỗi lần cho ký, tôi cho tiền xài đó, ông ký vô giùm tôi. Ai nhẹ đâu, mình đâu biết chữ đâu. Nó để là mượn nợ lãi 30%. Sau đó nó quay lại nó đòi một cái, bán nhà bán cửa. Như vậy trước đó thì mình thấy sướng, nó cho tiền mình sướng. Vì cái đó là giúp đỡ chứ đâu phải hại. Nhưng mà nó hại. Nên mình nói cái hại là gì? Hại là nói chung cái gốc gác của vấn đề làm cho mình khổ. Cái gốc gác chứ không phải là trước mắt. Nhưng mà gốc gác của vấn đề làm cho mình khổ thì cái đó gọi là hại. Nên cái tâm á, mày bất thiện là ác của xa lá này nè. Là cái tâm ác, là cái tâm hại mình và hại người. Thì trong kinh nói thêm câu thứ ba nữa, hại cả hai. Trong cái phân tích đó, về cái độ ngu với độ khôn á, thì có bốn cái độ phân tích về ngu khôn của một hành động, một lời nói và một việc làm, một ý nghĩ. Có bốn cái độ phân tích khác nhau. Bây giờ á, là sướng mình, sướng người, tức vì mình làm cho mình sung sướng và làm cho người ta sung sướng. Cái thứ hai nữa, sướng mình hại người. Cái thứ ba nữa, sướng người hại mình. Cái thứ tư á, là hại mình hại người. Có bốn cái cấp độ khác nhau về một cái xác suất mà nó xảy ra đối với cái tâm của mình và đối với hành động ở trên thân của mình. Như vậy thì bốn cái xác suất này xảy ra, nó liên quan tới sự ngu và sự khôn. Ngu nhất là cái số 4, gọi là ngu tàn nhẫn. Ngu nhất là cái số 4. Khôn nhất là cái số 1.
Còn hai cái ngay giữa thì 50-50. Tùy vào trường hợp. Có những người hy sinh, tức làm hại mình mà giúp người, người ta hy sinh. Nhưng mà tại sao hy sinh là tốt chứ? Tại sao mà gọi là 50? Nhưng chưa hẳn hy sinh mình là tốt. Nếu mình á, là một cái nhân vật làm tốt đẹp cho xã hội, còn mình giúp đỡ người ta là những người không có giúp xã hội gì hết, nên cái sự hy sinh của mình trở nên vô nghĩa. Chứ mình để mình đi, mình làm tốt đẹp cho đời biết bao nhiêu. Bây giờ mình giúp cho một cái nhóm mà nhóm đó ăn hại không à, mà chính mình mới là giúp đời nè. Như vậy người ta mới nói 50-50 là như vậy đó. Chứ hy sinh là tốt đúng không? Phải hy sinh là tốt không? Hy sinh giúp đỡ người ta là tốt không? Nhưng mình giúp ai phải có trí tuệ kèm theo. Mình giúp những người ăn không ngồi rồi, giúp toàn người quậy phá không, mà trong khi mình á, là người đạo đức, mình người ngon lành này nọ, mình giúp vậy, rồi sau khi á, mình hại mình xong rồi mình không giúp được ai hết, xã hội sẽ tắt đi cái nguồn giúp đỡ của mình luôn. Tại mình bị hại mình mà. Mà mình giúp được có mấy người đây nè. Như vậy liệu cái này có phải là cái ông mà có tuệ không? Ông này có tuệ đủ không? Không đủ tuệ đủ không? Nên nói 50-50. Ông không đủ tuệ à. Rồi bây giờ á, sướng mình mà hại người, ích kỷ. Cái ông ích kỷ này nè, hành động ích kỷ thì làm cho người ta đau khổ. Làm người ta đau khổ thì tương lai đau khổ. Với ông này có tuệ không? Con của nhà Phật phải nói là quá khứ, hiện tại, vị lai. Sướng phải sướng hết vậy đó. Hoặc là sướng trước khổ sau, hoặc là khổ trước sướng sau. Thì ông trí tuệ, ông sẽ chọn hai cái: sướng giờ, sướng về sau. Sướng giờ, sướng sau. Còn bây giờ khổ giờ, sướng sau. Trong kinh Trung Bộ có bài kinh này: sướng bây giờ khổ sau, thì là người ta không có chọn. Mà người ta chọn á, ông trí tuệ á, ông sẽ chọn sướng bây giờ và sướng về sau luôn. Còn á, khổ bây giờ sướng về sau thì tu tập ta hai cái này. Nếu người nào kiếp trước có tu và có phước, bây giờ họ tu tiếp thì họ sướng bây giờ và sướng đời sau. Tại vì quả báo của tu kiếp trước của họ, bây giờ họ rất sướng, và họ tu tiếp vì họ sướng bây giờ và sướng đời sau luôn. Nhưng người nào kiếp trước thiếu tu, thiếu phước, bây giờ ráng giữ giới, ráng tu tập trong hoàn cảnh khổ khắc, nhưng mà sau này họ sướng, vì thì khổ giờ sướng sau. Hai cái người này đều thành công ở trong kiếp sau. Quý vị hiểu không? Như vậy cái ông ích kỷ này, ổng cũng lọt dạng 50-50 của trí tuệ thôi, 50-50 của tuệ thôi. Còn cái ông mà hại mình, hại người, làm cái mình khổ, làm cái người khổ luôn. Ở trong cái kiếm hiệp của Kim Dung á, gọi là chiêu này là thiên địa đồng quy. Thiên địa đồng quy nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tiêu, người ta tiêu luôn. Hai ông tiêu hết, không ông nào sướng chứ. Như vậy thiên địa đồng quy này, ông nào sướng hết là ngu nhất. Còn á, là sướng mình sướng người luôn, tức là mình làm cho mình tốt, cho người ta tốt đẹp luôn, thì ông này là ông khôn nhất. Khôn nhất tức là đang nói tới tuệ, trí tuệ nhất. Quý vị thấy chưa? Như vậy á, thì cái người mà xấu ác, tức là cái tâm họ xấu ác, chứ người ta không nói tới cái người xấu. Quý vị công nhận với thầy chỗ này không? Ví dụ mình kết luận người nào đó là xấu là ác, thì không phải cái người đó xấu là do con mắt hí mắt lé, hoặc là miệng môi chề răng rụng hô thấp bé lùng. Mà cái người này á, xấu ác là cái người này tâm xấu và tâm ác, chứ không phải người này là cái tướng xấu. Nên quý vị, nếu mà lỡ mình sanh ra tướng mình hơi xấu xấu á quý vị, thì đời không gọi là xấu. Chứ đừng có nghĩ là tướng xấu cái mình giận đời, mình hận đời đâu ha.
hận cha mẹ sanh ra người ta cao thước 8, còn mình cao 8 tấc 4. Cái mình hận cha hận mẹ mình, không phải quý vị, đời người ta không nghĩ đó là xấu. Dầu cho mình 7 tấc đi nữa, nhưng mà mình là người rất tốt, người ta vẫn ca tụng như thường. Quý vị hiểu không? Như vậy là cái tâm là tâm xấu ác. Như vậy đó, cái tâm xấu ác là tâm gì? Là tâm hại mình, hại người, hại cả hai, là xấu ác nhất đó. Quý vị, như vậy đó, thì qua nghiên cứu về mặt nhân quả nghiệp báo và qua kinh Phật, nên trong A Tỳ Đàm Đức Phật nói rằng cái xấu cái ác nó liên quan tới ba cái loại tâm căn bản, đó là tâm tham, tâm sân và tâm si mê tà kiến. Nó liên quan tới ba cái loại tâm căn bản sao? Quý vị, là tâm xấu ác là liên quan tới ba cái loại tâm. Tâm tham, tâm sân, tâm si thì gọi là tâm tà kiến. Chúng ta qua phần thứ ba gọi là phân loại tâm. Nó có ba cái dạng tham, sân, si. Quý vị nhìn thấy ở trên cái bản đồ đó. Tâm bất thiện, nó có ba cái loại, để thầy vẽ lại cho quý vị coi. Hàng ngày chúng ta học nó nói tham sân si, tham sân si, tham sân si. Chúng ta nói vậy thôi, chứ không phải nó đơn giản như lời mà chúng ta nói đâu. Và quý vị, nó phức tạp lắm, mình học A Tỳ Đàm mình mới hiểu được cái tham sân si là gì. Tâm bất thiện, akusala. Mình vẽ cái bảng nè, tâm bất thiện. Akusala. Trong tâm bất thiện đó chia làm ba cái tâm. Quý vị, tham. Rồi thứ hai là sân. Thứ ba là si. Người ta nói tắt thôi, nhưng mình học từ từ mình sẽ biết ba cái loại tâm này. Tâm tham gọi là lô phá, là tham. Lô bờ há, lô phá, mình đọc là lô phá, là tâm tham. Tâm sân là đô xá. Đô xá là sân. Tâm si là mô há. Khi mà mình đọc tiếng Pali á quý vị, lô, lô, đô, mô, vậy là có ba chữ O, phải không? Nhớ nha. Lô, lô phá. Cái chữ A không có gạch đầu thì đọc có nửa phách thôi. Lô phá, mình làm cho nó thô vậy thôi, chứ ta không đọc dữ vậy. Ta nói lô phá, chứ không phải mình lô phá. Ví dụ vậy đó, để mình hiểu cái chữ lô nó là hai phách. Cái chữ lô này nó kéo dài hai phách, và cái chữ bờ há thì nó kéo dài có một phách. Đô này cũng vậy nè, đô hai phách, xá là một phách, mô là hai phách, mình đọc là mô há, đô xá, lô phá. Nè, có gì không? Đâu có gì đọc coi. Lô phá, mình nói là lô bờ há, lô phá. Đọc lô phá, đô xá, mô há. Gọi là tham, sân và si. Tham là gì? Quý vị, cái chữ tham nó không, mình hiểu không hết nổi chữ tham đâu. Tham là gì? Ở trong này nói là tham, là tham muốn, nhiễm đắm, chấp trước, liếng ái, sự mù mờ của ái dục, đối tượng thu hút. Nói chung là ta nói một cách khái quát và chung chung. Chứ thực ra quý vị, tham nghĩa là gì? Tham nó xuất phát từ cái ưng ý, vừa ý. Vừa ý, muốn nữa. Vừa ý muốn nữa, thu hút. Tham, mê, đắm. Vì lý do sao? Lý do nó thỏa mãn dục, nên chúng ta muốn giữ lại. Giữ lại cái gì? Giữ lại trạng thái và đối tượng. Gọi là chấp.
là giữ lại đó. Tại sao muốn giữ lại cái đó? Giữ lại hai cái, giữ lại trạng thái và đối tượng. Trạng thái nằm trong tâm mình, đối tượng nằm bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta ăn cái miếng kem mà kem ý nha. Ly 150.000. Ở ngoài bến Bạch Đằng á. Ly bên lớn này 150.000, ăn chảy máu mà. Nhưng mà nó ngon. Khi ta ăn vô ngon ngon thấm đầu kem ý mà. Như vậy á thì chúng ta ăn vô một cái nó ngon. Vừa ý thôi không? Thỏa dục ham muốn không? Thỏa mãn vừa ý thu hút. Cái đó là nó hút mình vô đó, mà hút mình vô mình đang nói tới cây kem thôi, chứ thực ra mình suy ra nhiều cái khác ở trên đời này. Về mặt bản chất nó vậy đó. Như vậy thì cái trạng thái mình trải nghiệm đối tượng là trạng thái gì? Vedana đó quý vị. Vedana là một cái cảm thọ mà nó trải nghiệm trên đối tượng. Trải nghiệm đối tượng là gì? Là chúng ta đang mình với nó tiếp xúc với nhau, kéo dài thời gian nó ra thì thời gian đó nó có sự trải nghiệm của tâm. Đó là Vedana, là cảm thọ. Mà cảm thọ đây là cảm thọ lạc. Nên khi chúng ta kéo dài, khi chúng ta ăn kem đó, chúng ta kéo dài, nó rất ngon. Thì cái cảm giác mình sao? Cái trạng thái mình lúc này là trạng thái sướng phải không? Đúng không? Hạnh phúc phải không? Trạng thái sướng, hạnh phúc phải không? Vì nhờ cái gì mà mình sướng, mình hạnh phúc? Nhờ cái kem phải không? Vì kem đó là đối tượng. Vậy thì mình muốn có nó nữa, muốn giữ nó như vậy và có nó nữa khi nó mất đi. Vậy thì mình muốn giữ nó lại. Có ai mà muốn bỏ đi cái sướng, cái đã, cái hạnh phúc không? Có không? Muốn giữ lại không? Vậy thì tâm muốn giữ đó gọi là tâm chấp. Muốn giữ là chấp. Cái tâm muốn giữ đó thì trong kinh nó gọi là đó là chấp thủ. Chấp hoặc là chấp thủ hoặc là chấp trước. Cái từ á, cái từ chấp trước, chấp thủ, chấp à, chấp trước, chấp thủ hoặc là chấp, tiệm kinh gọi đó như vậy. Là mình muốn giữ nó lại đó. Giữ cái gì lại? Giữ cái trạng thái, giữ cái đối tượng. Là cái cây kem hồi nãy chúng ta đang nói, cây kem á, cây kem. Mình lấy cái này thí dụ thôi, chứ rồi mình ra cái người yêu y chang vậy đó. Cây kem mình thế bằng người yêu. Cây kem này á, là nó cho làm cái ít nè. Ở trong toán học bắt đầu mình thế. Thế những cái gì mà làm cho mình sướng? Cây kem này là ít, mà ít làm cho sướng. Sướng, hạnh phúc, vui. Thì mình thế ít đó vào. Ví dụ như cái món ăn mình thích, lẩu, vị kem thế bằng lẩu, ít bằng lẩu. Ít bằng lẩu. Ít bằng quần áo. Ít bằng người yêu. Ít bằng. Quý vị hiểu tới chỗ này không? Cái đối tượng đó là chữ ít đó. Bắt đầu mình thế, học toán học mình thế vô. Cái gì mình thích, cái gì làm cho mình sướng đó, thì cái đó là chữ ít. Đó chính là ông tham đó. Như vậy thì từ cái tâm chấp trước, chấp thủ muốn giữ lại này nè, và mình khát khao, mình sanh ra cái khát khao muốn có nữa. Vì khát khao muốn có nữa là tham. Tham sanh ra. Tham. Khát khao muốn có là tham. Cái tâm khát khao muốn có đó. Nhưng mà đâu phải tự nhiên có cái tâm tham đâu. Mà mong một loạt cái nó xảy ra, đúng không? Ở trong cuộc đời mình nó một loạt cái xảy ra. Mình muốn chấp trước, muốn chấp thủ nó lại, muốn giữ nó lại. Giữ cái gì lại? Giữ cái hài lòng. Giữ cái làm cho mình sung sướng, cái cảnh đó. Làm cho mình sướng, làm cho mình vui, làm cho mình thích thú, làm cho mình hưng phấn. Tất cả những cái đó trạng thái giữ lại, và đối tượng giữ lại. Cái đối tượng nó làm nên trạng thái. Nên muốn có cái trạng thái đó bắt buộc phải có đối tượng. Không có đối tượng thì không bao giờ có trạng thái sung sướng đó. Nên bắt buộc
giữ trạng thái phải giữ đối tượng. Muốn giữ đối tượng thì mình phải khát khao đối tượng ngày đêm, đúng không? Chính tâm khát đối tượng đó là tâm tham. Được chưa? Tới đây chưa? Chứ không phải nói tham là tham đâu. Nói tham là mình thấy người ta, ôi ôi, ăn ào ào, rồi giành giật tùm lum, giành đất, giành giường gì người ta. Ôi trời, hôm nay tham quá. Là chúng ta hiểu tham ở ngoài da của nó thôi, chứ chưa có tới cái thâm sâu bí hiểm đó đâu. Còn chút xíu chúng ta học tới A Tỳ Đàm phân tích cái tâm tham nè. Nó như thế nào mới thấy được ở trong gốc gác của nó sanh như thế nào, và nó trụ lại trong tâm như thế nào, nó nguy hiểm thế nào khi nó tạo nghiệp, và quả báo của nó như thế nào. Cái đó mới gọi là A Tỳ Đàm chứ, mới gọi là vi diệu pháp chứ. À, quý vị, còn chúng ta nhìn thấy tham, chúng ta tính tưởng chừng cho nó đơn giản. Không đơn giản đâu. Tham có khi nào? Có khi chúng sanh có. Tham á quý vị, nó có khi chúng sanh có. Khi chúng sanh có. Chúng sanh có khi nào? Vô thỉ. Y hỷ thờ thỉ. Chữ thỉ đó là khởi đầu á. Tiếng Hán chữ thỉ là khởi đầu, là điểm khởi đầu nên gọi là khởi thỉ. Chung là điểm kết thúc, chung kết. Chung là điểm kết thúc. Nhưng vậy đi qua tiếng Việt, cái sửa chữ thỉ người ta thành chữ thủy. Thỉ thủy chung. Việt hay lắm. Từ thỉ người ta chỉ nói đầu là thành thủy à. À, không? Thủy là nước. Nên cái đâu phải thủy nước. Nhưng mà cái quy ước nó hay lắm, cái tục đế hay lắm. Tất cả mọi người công nhận thì nó trở thành nó. Dầu cho cái chữ đó nó xuất phát, nó không phải vậy, tất cả mọi người công nhận nó trở thành nó. Như không cái đồ, trời, đồ xịn quá vậy, xịn là gì? Nhưng mà người ta quy định từ từ xịn là tốt. Thì chữ xịn từ từ nó sẽ vô từ điển cho coi. Nó xuất hiện trong dân gian trước, rồi sau đó cái người mà viết về từ điển đó, người ta sẽ gom tất cả các từ đó lại thành cái đó, nên thành tân từ điển. Từ điển cổ, từ điển tân cập nhật hoài những cái từ nó sanh ra trong cộng đồng. Mai mốt từ chém gió nó vô nữa coi. Tại vì mỗi người sử dụng, mỗi người quy ước. Từ chém gió thì chém gió nó sẽ vô từ điển. Chém gió có nghĩa là gì? Chém gió nghĩa là lên Facebook mà lướt ghi lùm la chổng chém gió. Thí dụ vậy, thí dụ thôi nghe, chứ không phải nói vậy. Mình thí dụ thôi. À, nên đó quý vị, cái từ nó sẽ xuất hiện theo từng cái thời buổi khác nhau. Nó sẽ sanh ra những cái từ người ta quy ước như thế nào để nó nói lên là danh chế định và nghĩa chế định của từ đó. Nên đó quý vị hiểu một cái tham của mình chưa? Tham là những khát khao, những mong muốn, những trái bỏng để cho nó được thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì? Dục. À, để nó thỏa dục. Nên hai cái này người ta cộng lại gọi là dục tham. Quý vị hiểu không? Có sách nó gọi, người ta gọi dục tham. Nếu mà không biết dục tham là gì, dục tham tham chứ sao gọi dục tham? Tại vì sự khao khát muốn những cái sung sướng đó đó để cho nó thỏa mãn dục của mình, tâm mong muốn của mình. Nên đó được gọi là tham. Nên nó có những người á, ta gọi là tham dục, có người ta gọi tham muốn. Hiểu là được chứ đừng có bắt bẻ cái này. Mình hiểu là được. Tham dục hoặc là tham muốn. Những cái gì mà vừa ý vừa lòng thì nó lại sanh ra như vậy. Bây giờ á, lúc nào mà nó có cái tham đó quý vị, là phải có đối tượng. Mà đối tượng là gì? Là trần phải không? Đối tượng là trần cảnh. Nó có đối tượng và trải nghiệm trên đối tượng là nó có trần cảnh. Vì có trần mới có tham. Không có trần không có tham. Nó mới có trần cảnh là có cái đối tượng. Nên người ta nhầm khi cả đời người ta đi tìm đối tượng, ta đi xa lắm ta tìm. Nhầm khi người ta vô tiệc tình cốc để người ta tìm. Nhầm khi người ta vô đâu đó, đi đâu đó vượt ngàn dặm người ta tìm. Tìm đó để làm gì? Để thỏa mãn thôi. Tìm đối tượng để thỏa mãn. Tại sao tìm? Tại vì ông đó ẩn sâu tiềm tàng ở trong người của người đó là tham. Nên mình thấy người ta đi tìm cái gì đó quý vị,
là mình biết người ta tham cái gì rồi đó. Ta mới đi tìm để người ta thỏa mãn cái chí tan bồng của họ. Như vậy á, là người ta sẽ đi tìm tham. Bây giờ ví dụ như á, một cái đối tượng mà họ không có vừa ý vừa lòng, gọi là trạng thái nóng nảy, bực bội, khó chịu, bức bách, phiền muộn, bất tội, là chúng ta thấy cái hình dáng của nó vậy thôi, là cái định nghĩa của sân nó là như vậy đó. Chứ thực ra cái gốc của vấn đề là bất như ý. Ở đây là bất như ý, buồn phiền, không ưng, không sung sướng, khổ. Nên người ta muốn đẩy cái đối tượng ra, nên đi tới cái không muốn giữ. Cái trạng thái á, là trạng thái khổ. Trạng thái là khổ. Rồi á, cái đối tượng là không muốn giữ đối tượng. Nhưng lúc này không phải là người ta không có chấp thủ, mà người ta chấp thủ cái không muốn giữ đối tượng. Người ta chấp thủ cái đó, người ta giữ chặt. Hồi nãy giữ chặt cái đối tượng, bây giờ giữ chặt cái không giữ đối tượng. Rồi bây giờ tới chấp thủ. Chấp cái không giữ đối tượng. Bây giờ thí dụ chạy cái xe đạp xúc sên, xe đứt sên. Ý cái này con sên phải sên vậy không? Hả? Sên, sên. À cái này con sên này, sên. Trời ơi sao tiếng Pháp mà thành tiếng Việt cái viết hồi rối lên à. Sên liếp đùm trăm bê đông công tăng đó, toàn tiếng Pháp không à, mà mình dịch tiếng Pháp thành tiếng Việt. Nên nó viết thành tiếng Việt thành âm. Lấy cái âm tiếng Pháp viết thành tiếng Việt à. Đó sên, nói chung là sên đi. Khổ ghê luôn à. Rồi bây giờ cái xe đứt sên, mình chạy chạy ngoài đường á, xe đứt sên mình cảm giác sao? Chạy hội đứt, chạy hội nó xúc, chạy hội đứt nói lại, chạy hội xúc mà chạy hội đứt mình cảm giác sao? Phải bực không? Mà tại sao bực vậy? Nó không như ý mình phải không? Cái ý của mình là phải xe phải sên, xe phải chạy nhẹ nhàng, sên líp ngon lành. Nhưng mà giờ nó không theo ý mình nữa, bực quá. Như vậy á, nó bực là gì? Nó không thỏa mãn cái ý muốn của mình. Như vậy mình nghĩ trong tâm cái gì? Tao sẽ bỏ mày, vứt mày nè, tao vứt mày nè. Nếu mà có dịp là tao vứt mày liền à. Nếu ai mà cho mày chiếc xe mày xịn của Nhật là tao vứt mày liền. Như vậy trong tâm luôn luôn lúc nào cũng đẩy cái đối tượng này ra. Nhưng mà bây giờ đẩy không được thì sao? Nổi sân thì sao? Nổi sân. Như vậy thì cái chấp thủ trong tâm là chấp thủ đẩy đối tượng. Nhưng mà cái đối tượng này đó quý vị, nó không nằm ở chỗ cái chỗ mình có quyền, mà nó nằm ở chỗ nghiệp. Ông không có gieo nghiệp thiện nào hết trơn, nghiệp bất thiện nó đến với ông mà ông muốn tìm xe xịn, ông muốn tìm đồ xịn à. Đồ xịn á, chỉ có nghiệp thiện nó tới thôi. Còn ông toàn là làm ác không, ông kêu nghiệp thiện nó đến, nên bắt buộc mình phải giữ những cái đó. Giữ những cái không thích. Nên mình chấp thủ cái tâm tống khứ nó đi. Nên bao giờ chúng ta cũng giữ cái tâm đẩy nó ra khỏi. Nên con người ta nhìn quan sát những cái xung quanh mình nó có hai cái. Một cái mình muốn giữ lại và một cái muốn đẩy đi. Nhưng mà đẩy không được. Bây giờ tối nay về liệt kê những cái gì mình muốn đẩy đi mà đẩy chưa được. Chiếc xe, cái nhà, nhà ta đẹp ghê luôn. Nó muốn hốt cái nhà đó về đó. Còn cái nhà này muốn đập nát tan ra đó. Rồi miếng đất của mình, đất mình ở trong hẻm, đất ta ngoài mặt tiền. Muốn đẩy cái hẻm đó đi đó, ra mặt tiền đó. À, quý vị hiểu không? Không phải một thứ đâu, còn quần áo, còn đồ trang sức. Cộng dây chuyền ta bằng bắp tay, cộng dây chuyền mình nó đẳng mẳng đây nè. Muốn đẩy cộng dây chuyền đó đi đó, mà giờ vẫn đeo trên cổ.
Quý vị tin không? Người ta muốn bỏ cọng dây chuyền đó nhưng cuối cùng người ta vẫn đeo trên cổ, là tại vì người ta không có cái khác để thay thế. Nên cái tâm chấp thủ là tâm đẩy cái đó đi, nhưng mà đẩy không được, người ta rất đau khổ. Nên trong cái trạng thái đau khổ đó, người ta lập tức sanh ra một cái tâm, gốc của vấn đề là tâm sân. Để chi? Để nó phủi hết tất cả cái gì làm cho mình khổ. À, vậy là tâm sân là tâm nó tác động để đẩy tất cả đau khổ đi ra khỏi mình, để trở nên vừa ý vừa lòng. Vậy thì tâm sân nó là mặt trái của tâm tham. Nó là mặt trái của tham. À, tâm sân là mặt trái của tham. Nên không thằng này là thằng kia. Cái tay, bề này bề gì? Bề đen. Bề này bề gì? Bề trắng. Chúng ta thậm chí đeo cái mặt dây chuyền, cái bề đẹp và một bề nó không có đẹp. Bề đẹp đó gọi là bề mặt, bề không đẹp gọi là bề trái. Nhưng nó cùng trên một cái mặt dây chuyền. Cái tay của mình trắng, tay mình đen cùng nằm trên bàn tay. Bây giờ mình tẩy cái đen bỏ đi được không? Tẩy đen bỏ mất luôn trắng. Dục cái tay bỏ rồi mất luôn trắng. Không được. Vậy thì ở trong lòng của mình, hiện diện của thằng tham và hiện diện của thằng sân là hai mặt của một vấn đề. Trong một sát na có tham bây giờ có sân, mà có sân bây giờ có tham. Nó chỉ nổi lên ba sát na thay thế thôi, chứ thực trong một sát na nó không bao giờ có hai tâm. Và ở trong đời sống này, trong cuộc sống này, nó bao giờ nó cũng tồn tại hai mặt của một vấn đề. Hai mặt. Có tham phải có sân, có cao phải có thấp, có trắng phải có đen. Tại sao? Tại sao nó lại là như vậy đó quý vị? Thực ra cái này nó để tô điểm cái kia, cái kia để tô điểm cái này. Nếu không có cái này không có cái kia, nếu không có cái cao thì liệu có cái thấp không? Đố quý vị đó, bây giờ cái này cao nè, cái này thấp nè. Có cái cao phải nhờ có cái thấp, phải không? Có cái thấp mới nói là ông kia ông cao hơn cái thấp là cái cao. Bây giờ bỏ cái thấp này đi thì có cái này không, có gọi là cái cao được không? Được không? Hai người, một người xấu và một người đẹp. Giờ người xấu đó không có thì cái người kia có thể gọi là người đẹp không? Có không? Nhẫn hột tròn to đây, hột tròn to đây. Không có cái hột tròn nhỏ này, có cái này gọi là cái to không? Có mình nó đó có gọi to không? Không có khái niệm luôn. Vậy thì muốn thành lập nên khái niệm phải có hai cái đối lập đúng không? Phải có cái to mới có cái nhỏ, có cái nhỏ mới có cái to. Nên cái nhỏ cái to không bao giờ nó đi rời nhau, mà nó phải đi liền theo. Bí mật, đây là bí mật của vũ trụ đây. Vũ trụ nó chỉ tồn tại trên cái tánh không. Vũ trụ tồn tại trên tánh không. Mà muốn nó không thì mình làm toán coi, cộng 1 trừ 1 mấy? Bằng mấy? Cộng 1 trừ 1 bằng mấy? Bằng O, phải không? Đúng không? Vì cái O này là không này, có phải là không có không? Mà O này nó có hai cái có. Đúng không? Số 0 là nó có hai cái có ngược nhau. Như vậy thì những cái gì chúng ta nhìn thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, nó có hay không? Nó có, đúng không? Vậy thì nó phải có hai cái có ngược nhau.
Lũng thấp có đèo cao, núi phải có biển. Có mập có ốm, có già có nghèo, có cao có thấp. Có ngu phải có khôn. Có miệng rộng phải có miệng nhỏ. Đúng không? Có người đẹp phải có người xấu. Đúng không? Có người tốt phải có người xấu. Đúng không? Có trắng có đen. Đúng không? Có ban đêm phải có ban ngày. Đúng không? Chỉ tạo quá sanh ra ban ngày không đi làm chi. Nhưng phải có đêm mới có ngày. Nên hai có tồn tại hai cái có. Nếu nói có thì phải tồn tại hai cái có. Nếu nói không quý vị, nếu nói không thì không có tồn tại. Nếu nói không, không là không có tồn tại. Mà nếu nói có thì phải có hai cái ngược nhau. Nếu nói có không thì không có tồn tại. Mà không có tồn tại thì chúng ta đâu có biết khái niệm. Hỏi cái gì không có tồn tại? Hiện bây giờ chúng ta không biết cái không tồn tại. Tại vì chúng ta đang xuất hiện và cái tư duy của mình nó lập luận trên các cái hành và tưởng những cái tồn tại. Nó mới có dữ liệu nó đem ra nó so sánh. Còn cái không tồn tại thì dữ liệu ở đâu mà đem ra so sánh mà biết tới nó. Nên chúng ta không thể biết cái không tồn tại. Cái không tồn tại là cái gì? Là cái con người không thể biết tới. Cái đó là khái niệm thôi. Con người không thể biết tới thì cái đó là cái không tồn tại. Còn mà chúng ta biết tới là cái có không à? Mà cái có nó phải có hai cái ngược nhau. Nên không bao giờ có một cái có một bên mà có hai cái có ngược nhau. Nên đó, quý vị thấy á, trong một đơn vị nhỏ nhất của vật chất là gì? Là atom, là nguyên tử. Thì nguyên tử nó có hai điện tích âm và điện tích dương. Âm á, thì gọi là electron, dương thì gọi là proton. Hai cái ông này nó nằm trong một nguyên tử. Tổng khối lượng của proton bằng tổng khối lượng của electron, nên cộng lại bằng không. Vì không này nó có cái nguyên tử không? Nó vẫn tồn tại nguyên tử không? Tồn tại nguyên tử mới có vật chất, mới có sơn hà đại địa, mới có con người. Vì có con người, vì con người tồn tại hai cái có nó ngược chiều nhau. Trong một đơn vị nhỏ nhất thành nên tế bào. Tế bào là nhỏ nhất của sự sống, nhưng mà nhỏ nhất của tế bào là nguyên tử. Như vậy một cái nguyên tử nó chứa electron và proton bằng nhau, nó cộng lại nó bằng không trên mặt toán học. Nhưng thực tế nó có bằng không đâu. Thực tế nó có nguyên tử, mà trong nguyên tử đó người ta tìm ra có hai cái có ngược nhau, hai cái điện tích âm và điện tích dương ngược chiều nhau. Như vậy trong sự sống này nó vẫn tồn tại hai cái đối lập, luôn luôn tồn tại hai cái đối lập, ít hoặc nhiều thôi vẫn đối lập. Thiện và ác là đối lập ở trong tâm mình. Ở ngoài mình tốt và xấu. Ở trong tâm mình thiện và ác. Ở bên ngoài tốt và xấu. Nó đang tồn tại. Vì cái gì tồn tại ở trên nhân loại? Con người. Bên ngoài tốt xấu. Bên trong thiện ác. À quý vị thấy chưa? Rồi cái thứ ba á quý vị, đó là tâm si mê. Si mê là tâm tối mê mờ, thiếu trí tuệ, đồng nghĩa với vô minh, là chữ mô há đó. À cái thứ ba của cái tâm ác nè. Cái này quý vị phải hiểu rất là kỹ. Khi mà hiểu rất kỹ rồi thì mai mốt chúng ta tu hành đó, ta cần loại bỏ tâm gì, không loại bỏ tâm gì đó, ta biết liền à. Như vậy á, cái si là mê mờ. Đây là một cái loại tâm thiếu trí tuệ, vô minh.
thiếu trí tuệ. Tham sân á thì quý vị dễ hiểu, nhưng mà si á thì có nhiều người khó hiểu tới cái chữ si này lắm. Thầy mới ví dụ cho quý vị thấy, trong một cái ly nước, trong một cái ly nước, nước đây nè, H2O. Trong một cái ly nước, nếu mà cái nước này là nước hoàn nguyên, nước cất á, nước cất thì nó trong suốt từ đầu tới đuôi. Cái gì xuất hiện trong nước mình thấy liền. Ví dụ như cái này á, là cái cục đá. Cái này á, là con sâu. Cái này là miếng rác. Nếu nước đó là nước cất, thấy không? Nhìn trên nhìn xuống thấy không? Thấy rõ mồn một luôn á. Nhưng nếu nước này là nước thúi, không phải cất nữa mà nước này là nước thúi, đố quý vị nước thúi có màu gì? Hả? Nước thúi màu gì? À, màu đen. Nên mình thấy mà tâm mình đang thui, coi chừng bị tâm thúi đó nha. Như vậy nước màu đen thui nè, có thấy cục đá không? Có thấy cái con sâu không? Có thấy cọng rác chổng không? Mình mới hỏi lại thúi tới cỡ nào. Nếu thúi ít thấy mờ mờ, nhưng mà thúi quá nhiều hết thấy, đúng không? Như vậy thì nước thúi màu đen, màu đen làm cho hạn chế cái thấy, phải không? Đúng không? À, màu đen á làm cho hạn chế cái thấy. Như vậy á thì cái gì để giúp cho thành màu đen? Cái màu đen này á thì gọi là vô minh. Cái gì để mà giúp thành màu đen này? Có phải là bao nhiêu con vi trùng vi khuẩn trong đó không? Bao nhiêu rác rưởi trong đó không? Nó cộng lại hết mới chỉ thị màu. Tất cả những cái gì mà nó có, cái gọi là hữu á, cái gì mà nó có ở trong nước này nè, thì tất cả đó nó cộng lại mới chỉ thị màu của nước. Tại sao nước biển màu xanh? Tại vì trong biển nó có rong tảo màu xanh. Nên nó cộng lại tất cả cái, khi mình nhìn xuống nó pha trộn tất cả các màu và màu trời. Màu trời trên xanh là tiếng đỏ, biển nó gọi ngược và lên. Trời xanh mây trắng, mây nó gần mình mới thấy trắng, rồi xa quá biển nó gọi lên xa. Cái vòm khí quyển á, nó bị hắt mực ngồi lại, chúng ta thấy trời xanh chứ thực ra trời không có xanh đâu, trời không có màu. Màu trời là màu nắng này nè, đâu có màu đâu. Không có màu không phải là không có màu, mà nó chứa bảy màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chứ không có màu là không có. Nên quý vị đừng có nói không là không có. Không nó chứa nhiều cái có, ngược nhau. Tin không? Nên người nào nói không là không có gì, người đó là chắc không, chứ không phải là tuệ. Người nào nói có tất cả là chắc có, chứ không phải là tuệ. Nên là học cái này nè, mình mới hiểu được lý bát nhã. Bát nhã là phanh nha, là cái trí tuệ thẩm sâu, nhìn thấy rõ thật sự thật của cuộc đời này là cái gì. Nên nói quý vị, cái màu đen á, đó chính tỏ là vô minh. Vậy vô minh có nghĩa là gì? Dạ quý vị, vô minh á có nghĩa là cái tâm mình đang thui á. Mà đang thui rồi có thấy có biết gì nữa không? Mà không thấy biết á thì khi kết luận đúng hay sai? Vậy cái kết luận đúng sai của không thấy biết gọi là tà kiến. Kết luận nó đúng hay sai đó, mà kết luận tầm bậy là tà kiến. Tức là cái thấy biết của mình vô đây nè, mà người ta có đá nó không có đá, có rác nó không có rác, không có rác nói có rác,
Vậy thì gọi là tà kiến. Tà kiến là nhận định sai. Còn vô minh là không thấy biết những cái đang hiện hữu. Vô minh là cái không thấy biết cái hiện hữu. Mà lý do nào không thấy biết cái đang hiện hữu? Tại vì có nhiều vật nó ngăn che, đúng không? Tại vì có nhiều vật ngăn che. Nếu trong tâm, cái vật ngăn che trong tâm chính là tâm phiền não. Tâm phiền não là cái vật ngăn che của tâm. Tâm phiền não là cái vật ngăn che của tâm. Nếu xuất hiện nhiều tâm phiền não chừng nào, đó gọi là lậu và hoặc đó, thì chính cái đó làm cho cái độ vô minh tâm tối nó càng lên nhiều chừng đó. Mà vô minh tâm tối nhiều chừng nào thì cái độ nhận biết của mình sai nhiều chừng đó, đúng không? Bây giờ nhận biết những cái có trong đó đó, ông nhận thử coi. Khi mà nước nó càng đen là nhận biết càng khó, và nhận tầm bậy luôn, biết bậy luôn, thì đó thì gọi là tà kiến. Nên người ta ghép vô minh với tà kiến là một, chứ thực ra nó là hai. Nhưng mà cái cuối cùng của nó là một, là không biết rõ vấn đề. Nói chung vậy thôi. Vô minh là một trạng thái, tà kiến là một tâm nhận diện. Vậy thì nhận diện cũng là tâm, mà trạng thái cũng là tâm, nên ta gom lại nói chung là tâm sở. Như vậy tham sân si, chữ si có nghĩa là đang nói tới hai cái ông này, là vô minh và tà kiến. Nó đang hiện diện thì đó được gọi là si. Ví dụ như ông này cũng có vợ rồi, ông đi theo bà vợ bé, cái mình nói trời ơi ông si mê bà vợ bé, thì đó cũng gọi là si. Vì si nghĩa là mê. Nhưng mà đang nói cái khía cạnh nhỏ của cái tâm thôi. À, khía cạnh nhỏ hoặc là rất nhỏ của tâm thôi. À, quý vị. Chứ không phải cái đó là chúng ta nói tới cái khía cạnh lớn của tâm, mà đó là khía cạnh nhỏ của tâm thôi. Như vậy á, thì có si mê, tức là có si này nè, thì người đó thiếu tuệ, đúng không? Đố quý vị chứ cái nào mà làm cho cái si nó nhiều nhất, làm cho cái này nó đen nhất. Bây giờ ví dụ nước, mình đã để mực đen vào, mình để mực tím vào, cộng lại nó đen cái nước nhiều nhất. Không phải là cái màu đen của nước là cái gì nó cũng làm đen nhiều đâu, mà có cái làm đen nhiều nhất và có làm đen ít nhất. Vậy thì cái đen trong tâm là cái phiền não. Vậy phiền não nào làm cho tâm đen nhiều nhất, tức là làm cho vô minh nhiều nhất, đó là tham và sân, làm si nhiều nhất. Nhưng mà trong tâm mình đâu có nghĩa là tham sân không đâu, mà nó tới hồi nãy chúng ta học là 121 tâm dương, 52 tâm sở, 173 tâm. Trong đó có những tâm nó làm nên vô minh, chứ không phải là tất cả. Tại trong đó có tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế nó sẽ làm nên vô minh, tâm siêu thế nó sẽ góp phần để tẩy rửa vô minh. Tâm hiệp thế á, nó sẽ tạo nên vô minh, và tâm siêu thế sẽ góp phần tẩy rửa vô minh ở trong tâm của mình. Nên á, là tham và sân là hai cái đối tượng phiền não mạnh nhất để làm cho tâm mình đen, làm cho cái vô minh này nó tăng trưởng một cách khủng khiếp. À, quý vị hiểu này không?
Nên si mê đây là hậu quả của rất là nhiều tâm phiền não, chứ không phải si mê là tâm mê tiền, mê của, mê danh, mê lệ, mê tình là si mê. Cái đó là một phần nhỏ của sự si mê thôi. Quý vị hiểu không? Nên khi á là chúng ta học A Tỳ Đàm, mình phải biết rõ ràng khái niệm của từng tâm và cái xuất hiện của từng tâm ở trên tâm của mình, nó thuộc cái loại gì. Nên mình gọi á, si mê tà kiến vô minh. Mình biết khái niệm hết chưa? Nên tà kiến là cái thấy biết ở trong nước thôi, còn vô minh là cái độ đen của nước, hai này nó khác nhau. Nhưng mà nó cùng chung một tác dụng là không nhận ra cái hiện hữu, nên người ta gọi chung nó là vô minh tà kiến, nên gọi là si. Cái tâm si nghĩa là gì đó. Nên ba cái tâm này, tham sân si, như vậy ba tâm này nó chứa hết tất cả các tâm ở trong chưa? Chứa hết rồi đó. Nội tâm si mê nó chứa tất cả các loại tâm ở trong đó rồi đó, tâm phiền não trong đó rồi đó, đúng không? Tâm si mê là nó chứa tất cả tâm phiền não. Tâm tham, tâm sân là loại phiền não mạnh nhất, chứ nó không phải chứa tất cả các tâm. Quý vị hiểu không? Nên gọi ba cái này là tâm bất thiện. Nên ba gọi ba tâm này là tâm bất thiện, là tham, là sân, là si, chứa tất cả tâm phiền não, tất cả các lậu hoặc đi sanh tử luân hồi, tất cả cái dẫn đến đau khổ nằm ở trong tham, sân, si. Nên ba cái ông này là đánh, đánh cho bằng được, đánh kiếp này không được, đánh kiếp sau, đánh lần này thua, đánh lần sau, đánh cho bằng được. Cái đó mới là người tu xịn đó. Đánh cho bằng được, giá nào cũng đánh, đánh cho bằng được, đánh cho tan tác. Đánh cho răng đen, đánh cho đầu bạc, đánh cho kinh lưng bất phạt, đánh cho phiến giáp bất hoàng, đánh cho Nam Bắc Sơn Hà Di Hữu Chủ. Trong cái bài hịch gì đó, nhớ nhỏ mình học á. Nhưng mà mình không vậy, bây giờ mình đánh phiền não, đánh kiểu đó, tấn công liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Cái gì? Lần sau á, chúng ta học á là tác dụng của tâm tham sân si vào ở trong cuộc đời đời của mỗi con người á. Nên bữa nay chúng ta học về khái niệm đó là mình hiểu về tham sân si vậy. Bữa sau mình học cái cách nó vận hành á. Cái cách mà tham sân si nó vận hành như thế nào. Tại vì cái bài này á, quý vị học rất kỹ đi. Mấy cái bài khác quý vị dễ học lắm. Tại vì cái này là cái tu. Cái tu phải nhắm thẳng mấy cái này mà tu, nên học rất kỹ vậy đó. Bây giờ mình học cái hình tướng nó, mình tới học cái sự hoạt dụng vận hành của nó, rồi mình tới mổ xẻ nó và cách tiêu diệt nó. Tức là học mình sẽ học lần 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 vậy đó, mình mới biết cách tiêu diệt của tham sân si. Thực ra tiêu diệt tham sân si là người đó đắc đạo đó. Nên bài này cực kỳ quan trọng, nên học từ từ, mình không có vội gì hết đó. Học rồi thầy ôn lại nha, cho mình ôn tới ôn lui. Nên đó, trước khi mà xong bài này thì thầy sẽ ôn cho quý vị về cái một cái bản vẽ từ pháp nha. Quý vị tập nè, tập rồi tới khi học hết A Tỳ Đàm rồi mình tự mình vẽ luôn à, ra luôn, không có sót bài nào chứ. Pháp có mấy pháp á? Có pháp tục đế, đúng không? Và pháp chân đế, đúng không? Pháp tục đế á có hai, danh và nghĩa, đúng không? Danh có mấy? Danh có 6, nghĩa có 7. Hết chưa? Pháp tục đế xong. Bây giờ tới pháp chân đế có 4. Tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Pháp chân đế có 4. Tâm có bao nhiêu? Tâm có 89 hoặc 121. Tâm sở có 52. Sắc pháp có 28. Niết bàn, tạm gọi như vậy đi.
Bây giờ mình học cái nhánh đầu tiên là học tâm. Tâm có hai loại tâm. Tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế á thì là nó có tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô nhân. Tâm bất thiện, tâm thiện, tâm vô nhân. Tâm bất thiện á, nó chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Bữa nay học tới đây, quý vị thấy chưa? Học tới đâu là mình vẽ ra từng cái nè, nó chia từ ban đầu từ pháp. Pháp có nghĩa là gì? Pháp nghĩa là tất cả những cái gì đó. Tất cả, đã nói tất cả rồi thì không có khái niệm nữa. Bất kỳ mình chỉ cái gì đó là pháp. Dầu cho một ý nghĩ của mình là pháp. Cái chỉ tay mình là pháp. Cái hơi thở mình cũng là pháp. Cái hành động xấu, hành động thiện cũng là pháp. Ngồi thiền cũng là pháp, đắc đạo cũng là pháp. Tất cả các cái gì mà mình đề cập đến thì cái đó là pháp. Vậy thì trong vũ trụ này có bao nhiêu thứ là bao nhiêu pháp? Mà gom lại một chữ thôi là pháp. Mình liệt kê đi pháp, liệt kê 1 tỷ năm còn không hết cái pháp này nữa. Cái gì mà mình đề cập tới đó là pháp hết. Và những cái gì mình không biết để đề cập tới thì cái đó vẫn là pháp. Mà mình chưa biết mà thôi. Pháp đó pháp chưa biết. Còn loại pháp mình biết. Pháp mình biết, pháp bậc thánh biết, pháp Phật biết. Phật biết pháp nào? Phật biết tất cả các pháp. Còn mình biết pháp nào? Thì tỷ người. Ông thức tới đâu, cái trí thức của ông tới đâu, trí tuệ tới đâu, nó hai loại trí. Một loại trí thức là mình học được của thế gian, loại trí tuệ là sau khi mình tu. Nhớ nghe, trí có trí thức và có trí tuệ. Trí thức á thì là mình học, dầu cho học thế gian, học trường lớp. Còn trí tuệ là sau khi tu mới có. Vì tùy vào trí thức, tùy vào trí tuệ nên mình mới biết được bao nhiêu pháp. Quý vị hiểu không? Còn Đức Phật biết được bao nhiêu pháp? Đức Phật biết tất cả các pháp nên gọi là Đức Phật là đấng toàn tri. Đức Phật là đấng toàn tri, chữ tri là biết, toàn tri là biết hết. Dịch ra tiếng Việt toàn tri là biết hết. Còn mình á, tri là biết, mình biết bao nhiêu? Tùy vào cái độ thức của ông và độ học vấn của ông. Và tùy vào cái độ tu của ông, độ ba la mật là độ tu. Cái thứ hai là độ ba la mật đó, tuệ là độ ba la mật. Tùy vào độ ba la mật và tùy vào cái độ học vấn ông. Ông học phẹt bẹt lớp mẫu giáo, làm sao ông so với ông tiến sĩ? Hết cơm hết gạo cha mẹ thì cái trí thức ông nhiều không? Nhiều phải không? Kiến thức nhiều phải không? Nhưng chưa chắc ông tiến sĩ mà cái tuệ hơn cái ông học mẫu giáo. Nếu ông học mẫu giáo, ông có tu nhiều, ông chứng nhiều, ông hơn tiến sĩ về mặt trí tuệ. Nhưng mà ông thua ông tiến sĩ mặt trí thức. Ông hơn ông tiến sĩ mặt trí tuệ, quý vị hiểu không? Còn ông tiến sĩ mà ông tu nữa thì ông có hai cả, hai cái trí, trí sức thức và trí tuệ. Ở đây chúng ta không nói ai, mà chúng ta chỉ nói người nào thực hiện được, chứ chúng ta không nói thẳng một ai. À quý vị, đó thì đó, mình học tới đây nè, mình học hết đó là tâm, thì mình sẽ học qua tâm sở, mình học sau phát pháp, mình sẽ học qua niết bàn. À quý vị, thì chúng ta cái đó hết 7 bộ thì đàm. À quý vị chưa? Nhưng mà từ từ mình đang học ở chỗ này nè, mình học ở chỗ tâm bất thiện. À quý vị, tâm bất thiện có 12 tâm. À bất thiện, mình học từ từ. À như vậy á thì tâm tham sân si này, à quý vị, là 3 tâm căn bản của tâm bất thiện. Được tới đó chưa? Đó, mình học tới là tới đó. Nhưng mà quý vị phải thuộc lòng. Tới đây đi, rồi mai mốt á, có những bài kiểm tra thầy không cần phải kiểm tra gì hết á. Là chỉ cần kiểm tra quý vị vẽ được tất cả cái bản đồ này. Mà cái bản đồ đó là chính là cái bản đồ các chi pháp á. Mình thấy một rừng đó, bữa nay quên đem ra rồi. Cái bản đồ các chi pháp, mình thấy một rừng đó quý vị. Học xong A Tỳ Đàm rồi, chỉ cần nhìn cái rừng đó thôi là mình vẽ ra được hết. Hiểu. Cái này có bao nhiêu tâm, có nhiêu tâm, nhiêu tâm biết hết. Và tâm đó là gì, là gì, là gì. Bữa nay học tham sân si nè, rồi mình học tới tham. Có bao nhiêu tâm tham? À, quý vị có bao nhiêu tâm sân? Có bao nhiêu tâm si? À, và tâm tham đó nó cấu tạo như thế nào? Và nó hoạt động như thế nào? Đó là mình học đó.
rồi muốn nó sanh như thế nào và nó diệt như thế nào. Do đó mình muốn nó diệt thì mình phải làm sao? Đó là tu đó. Hay không? A Tỳ Đàm là vậy đó. Nên học xong rồi biết hết con người luôn, không thiếu một cái gì trên hình tướng luôn. Học xong rồi biết cái ông đó, cái tướng ổng vậy đó, là cái tâm nào nó đang chủ trong kiếp trước, và hành động nào của nghiệp theo tâm đó mà nó tới ngày hôm nay ổng bị vậy. Nếu mà người nào mà lão thông về A Tỳ Đàm Phi Diệu Pháp này, là biết hết tất cả trên trời dưới đất chỉ biết chân. Nên gọi là pháp mà. Nhưng mà mình học chỉ đủ để tu thôi, chứ mình không học tất cả được. Không đủ thời gian và không đủ tuệ để học tất cả các cái với nó nhiều quá. Nhưng học đủ để tu là mình học những cái khái niệm lớn thế này nè, là học hết. Nên cái bộ Đại Tạng A Tỳ Đàm Phi Diệu Pháp làm biết hết nha.